Mến chào quý vị, ông bà cô chú trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như. Và mình sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nghe. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên của bữa hôm nay. Thì trước khi đi vô câu chuyện, mấy ngày nay trời mưa dữ quá. Giờ như đợi mấy tiếng đồng hồ trời cũng hết mưa nữa. Nên là như kể luôn, nếu quý vị có nghe thấy cái tiếng ồn ồn thì quý vị thông cảm dùm Như nghe. Như cảm ơn quý vị nhiều lắm. Thôi bây giờ mình sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên luôn. Câu chuyện này là Như được một anh gửi lại cho Như. Sự việc này là xảy ra với gia đình của ở bên nhà chồng, chị của cái anh mà gửi chuyện gì cho mình ha. Nhân vật chính ở trong cái câu chuyện này chính là vợ chồng của anh chị hai. Đợt đó là rơi vô ngay ngày 29 âm lịch Tết rồi. Bữa hôm đó tự nhiên sao mà mẹ của anh hai cảm thấy khó chịu, bồi hồi trong mình hoài. Cứ đi ra đi vô, nói với người con dâu của mình. Không biết là anh hai ảnh đi làm chừng nào về ha. Sao cứ cảm thấy nó lo lắng hoài vậy đó. Còn anh hai thì ngày hôm đó anh hai vẫn đi chở hàng như mọi bữa. Công việc của anh hai là ảnh chạy xe ba gác để dành chở mấy cái tủ giường, chở cho một cái chỗ đó chuyên bán đồ nội thất. Càng về những ngày gần Tết thì ở cái chỗ này càng buôn bán đắt hơn những ngày bình thường. Nên anh hai ảnh đi làm là cũng chạy nhiều hơn nữa. Mà cái ngày 29 hôm bữa đó là đã ăn tiệc tất niên, nhận tiền lương, nhận tiền thưởng đầy đủ rồi. Sau khi mà được nhận lương thưởng xong, anh hai ảnh mới đem tiền về đưa cho vợ của mình. Rồi giờ là chuẩn bị nghỉ Tết rồi. Qua ngày 30, phụ vợ với lại là phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa một cái nữa là xong hết rồi đón giao thừa mà thôi. Buổi chiều ngày hôm đó khi mà mẹ ảnh nhìn thấy ảnh về sớm thì mẹ của ảnh rất là mừng. Mẹ ảnh nói hồi sáng giờ cứ cảm thấy bồi hồi lo sợ làm sao đó. Tại vì buổi trưa là mẹ có nằm mơ thấy hai cái giấc mơ. Cái giấc mơ đầu tiên là mẹ nhìn thấy ba về. Mẹ nói là đừng có cho anh hai đi ra ngoài làm, đừng có cho anh hai chạy xe. Mà trong khi giờ đó thì anh hai đang đi làm rồi, nói thì nói đâu có cản gì được đâu. Còn cái giấc mơ thứ hai là mẹ nhìn thấy anh hai bị tai nạn giao thông và bị qua đời trong cái vụ tai nạn đó luôn. Thì khi mà mẹ mơ thấy vậy, cái mẹ mới sợ hãi quá nên mẹ lo lắng bồn chồn hoài. Mẹ cứ nói với người con dâu rồi đi tới đi lui trong nhà. Mà giờ thấy anh hai bình an vô sự, anh đi trở về nhà rồi thì mẹ rất là mừng. Giờ là nghỉ Tết luôn rồi, đâu có còn chạy gì nữa đâu, nên mẹ cũng an tâm bớt đi phần nào lo lắng. Cho tới sáng cái ngày 30, tầm khoảng lúc 8 giờ sáng thì ông chủ của anh hai mới gọi điện cho ảnh và nhờ anh hai chạy giùm 2 cuốc nữa đi giao hàng cho anh ta. Định bụng là ông chủ sẽ đi giao hàng luôn, còn cho mấy người nhân viên này nghỉ rồi cũng ngại kêu. Mà có điều ngày hôm qua cái lúc mà tiễn mấy anh này về xong, một mình ông chủ ở nhà ổng dọn dẹp xong cái ổng bị trật cái chân rồi. Giờ là chạy xe không có được nên đành lòng phải nhờ anh hai, nhờ ảnh chạy giùm đi. Ông chủ ổng còn hứa là sẽ trả một cái số tiền hậu hĩnh là coi như thưởng Tết thêm cho ảnh nữa. Thôi thì giờ nghe vậy cũng được. Chạy thêm 2 cuốc nữa là 8 giờ, chạy tới tầm khoảng 1 giờ là sẽ xong hà. Chạy thêm vài tiếng đồng hồ mà nhà ảnh lại được thêm vài trăm ngàn triệu nữa. Thì cái số tiền đó đối với gia đình của ảnh là cũng nhiều rồi. Có thêm được nha, nồi thịt kho ngon lành. Cho nên là ảnh cũng thay quần áo chuẩn bị đi luôn. Tới khi mà mẹ của anh hai ra thấy ảnh sửa soạn quần áo chuẩn bị đi đâu, cái mẹ mới hỏi: "Ủa hai, con đi đâu mà giờ con thay đồ đi vậy?" Anh hai mới nói: "Dạ mẹ, con ra con phụ ông chủ, con chạy 2 cuốc, tầm 1-2 giờ con về nghe." Mẹ ảnh mới cào nhào nói: "Thôi bữa nay Tết nhất tới rồi, giờ còn làm gì nữa, nghỉ đi. Đã hôm qua ăn tất niên rồi mà giờ đi làm thì sao được, thôi đừng có đi làm." Mẹ của ảnh thì cản vậy đó, chứ anh hai thì ảnh nói với mẹ: "Thôi mẹ ơi, để con chạy thêm có chút xíu mà, giờ chạy được thêm tiền nữa, để con chạy về rồi con đưa tiền cho vợ mua đồ ăn ngon, Tết này mình ăn ngon hơn được chút xíu. Mẹ để con chạy đi, không có gì đâu, chút xíu con về à. Nói rồi ảnh cũng ráng an ủi mẹ ảnh. Dạ, ảnh lên đường ảnh đi làm. Ảnh làm cho tới tầm khoảng 12 giờ thì ảnh mới gọi điện về nhà thông báo cho chị hai. Giờ ảnh sẽ chạy thêm một cuốc thì tầm khoảng 3 giờ mấy ảnh sẽ về tới nhà hà. Và chị hai nghe vậy thì cũng ừ thôi, chứ giờ ảnh đi làm rồi đâu có cản ảnh hay kêu ảnh về nhà được liền đâu. Mà chạy thì còn được thêm tiền nữa. Cũng dặn là ảnh chạy cẩn thận. Và đặc biệt trong nguyên cái ngày 30 đó, từ cái lúc mà anh hai ảnh khoác áo anh đi, mẹ của anh hai ở nhà cứ bồi hồi lo lắng hoài, cứ đi tới đi lui mà trong lòng cảm thấy nó nóng như lửa đốt vậy đó. Anh hai mới đầu ảnh nói là tầm 1 giờ ảnh về, mà sau đó ảnh gọi điện lại, ảnh nói tầm 3 giờ mấy ảnh về. Ở nhà mới đợi, đợi cho tầm khoảng tới 4 giờ hơn, vẫn chưa thấy anh hai về nữa, thì chị hai mới lấy điện thoại ra gọi điện cho ảnh. Gọi cho ảnh hai 5-7 cuộc luôn, mà ở bên đầu dây bên kia chỉ nghe tút 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 không à, thậm chí là còn không nghe được cái tiếng chuông điện thoại nữa. Cảm thấy lo lắng bồn chồn quá. Khi mà mẹ của anh hai thấy là giờ con dâu gọi điện cho anh hai không được, thì người mẹ càng đâm ra lo lắng hơn. Thấy vậy thì chị hai mới lấy điện thoại ra, gọi điện cho ông chủ, chỗ ông chủ mà anh hai làm nè. Gọi điện cho ông chủ thì ông chủ mới nói: hồi nãy thằng hai nó chở đồ nó đi, nó mới đi từ hồi 1 giờ mấy, mà sao giờ này nó chưa về nữa nè, tôi gọi nó cũng không có được nữa. Ở bên kia người ta nói cũng không có liên lạc được với anh hai luôn. Thì ở bên đầu dây bên này mẹ của anh hai nghe là đã run tay run chân rồi. Chị hai cũng cảm thấy là có cái điều gì đó không lành. Mà vợ gọi điện vậy chứ cũng không biết là phải đi đâu tìm hết trơn á. Cũng ráng ở nhà là đợi thêm một chút xíu nữa hen. Tự nhiên tới tầm khoảng gần 5 giờ ngày hôm đó, ở kế bên nhà có một cái cây xoài khá là cao. Ở trên cái cây xoài đó, mùa xuân thì bình thường sẽ có mấy con chim én nó bay lượn rồi nó hót líu lo. Mà cái lần này ở nhà của anh chị hai thì không có con chim én nào lại nó bay lượn hết. Mà cũng có mấy con chim nữa, mà là mấy cái con chim quạ. Toàn là mấy con quạ đen không à, tới 10 mấy con lận. Nó đậu ở trên cái cây xoài kế bên nhà của anh chị hai. Mà mấy con quạ bên đó nó đậu, nó kêu cái âm thanh nghe chói tai mà nó ghê rợn khủng khiếp luôn. Thường thì Tết tới chị hai sẽ cảm thấy trời tầm 5 giờ là chưa có tối đâu. Mà có điều cái ngày hôm đó ở ngay chỗ nhà của anh chị lại có một cái quần mây. Mà cái chỗ mây này cái cục nó cũng nhỏ nhỏ, đủ bao phủ đúng kín cái căn nhà của chị hai thôi. Chứ cái cục mây này nó không có lan đi chỗ khác nữa, nó kỳ lạ tới cái mức đó. Mà ở trên cái cây xoài mấy con quạ nó cứ kêu cà quạt ở trên đó hoài. Chính vì cái âm thanh đó kèm với cái không khí này khiến cho mẹ chồng của chị hai và chị hai không có ai cảm nhận được mùa xuân đang tới hết, mà như là cảm nhận có một cái cơn giông bão gì đó sắp ập xuống với gia đình của chị. Thì đó đã là một cái điềm báo rồi. Cho tới tầm khoảng 6 giờ rưỡi thì mới nhận được một cái cuộc điện thoại là người ta thông báo anh hai ảnh đã bị tai nạn giao thông mà bây giờ ảnh đã chết rồi. Kêu gia đình đi lên trên bệnh viện và nhận xác, đem cái xác của ảnh về đi. Trời ơi, nghe tới khúc này là mẹ của anh hai ngã ra xỉu một cái rần luôn. Đó chính là những gì mà mẹ đã mơ thấy trong giấc mơ ở cái ngày hôm qua. Mà ba chồng cũng đã có hiện về thông báo trước luôn. Cuối cùng thì cái sự việc đau lòng này lại xảy ra với gia đình của chị hai. Rồi thì sau đó là cũng đem cái xác của anh hai từ bệnh viện về, tổ chức bữa tang lễ cho ảnh. Cứ tưởng ngày 30 là cái ngày vui chuẩn bị đón năm mới nè, trong không khí hân hoan. Mà giờ gia đình của chị hai đã chìm trong cái bầu không khí đau thương. Thường người ta vui nhất là 30, mùng 1, mùng 2. Chứ giờ ba cái ngày này là ba cái ngày mà chị hai và cái người mẹ kia khóc không ra nước mắt luôn. Ở trong nhà của chị còn có một cái đứa con gái 2 tuổi nữa. Nó còn nhỏ nên nó cũng chưa biết cái gì cả. Chị thấy ba của nó nằm ở đó một đống. Rồi nó lại có lúc nó khều khều ba nó. Nó kêu là ba dậy chơi với nó đi. Rất là hồn nhiên, rất là ngây thơ. Chị hai thấy cái cảnh đó thì chị càng đau lòng hơn nữa. Trong cái ngày đám tang hôm đó là ở kế bên nhà, mấy con quạ nó cứ kêu suốt luôn. Nó kêu liền trong 3 ngày đám tang của anh này là nó cứ kêu lên miết. Tới khi mà chôn cất xong rồi thì mấy con quạ nó mới dừng kêu. Mà có điều là ở trong những cái ngày đám tang của anh hai thì mới có cái hiện tượng như thế này. Và khi đang ngồi ở cái giường ở trước á, đột nhiên là chị hai nghe thấy tiếng của anh hai thì thầm cái gì đó bên tai của mình. Chị mới hoảng hồn, chị nói: "Ủa, chồng ơi, anh nói cái gì vậy chồng? Phải anh không chồng?" Chị hai chỉ nghe cái tiếng thì thầm của chồng mình á, chị cảm nhận được là anh chồng đang rất là gần mình. Là chị cảm nhận cái vong hồn của anh chồng á đang ở gần bên chị. Mà chị dòm vòng vòng thì không có thấy gì cả. Những cái người có mặt trong bữa đám tang ngày hôm đó người ta mới nói: "Thôi con ơi, chắc là con nhớ thương chồng con quá nên con nghe nhầm á. Chứ chồng con á, thì nó đang nằm ở trong cái hòm kìa." Khi mà người ta nói như vậy thì mới có một cô này. Cô đó cổ là cô Bảy. Cô Bảy cổ mới chọt vô cổ nói: "Nó đang ở bên cạnh con á, nó đang ôm con nó khóc đó." Cô Bảy kia cổ nói như vậy á, thì chị hai chỉ quờ tay xung quanh quơ quạt trong không khí mà đâu có chạm gì đâu. Mặc dù không có chạm được gì cả, chứ chị hai cảm nhận được là vong hồn của anh hai đang ở rất là gần mình. Chị cảm thấy cái hơi thở của anh hai nó đâu đó bên cạnh mình, mà chị không có sợ, không có mó được cái gì cả. Có lúc chị thấy cái đứa con của mình nó ngồi ở trên giường, nó ngồi có một mình ên nó vậy đó, mà nó cười giỡn khặt khặt, nó còn chòm chòm lên như là nó đang giỡn với ba nó. Thì khi mà chị quay qua, chị thấy con của chị vui vẻ vậy đó, chị mới lên tiếng chị kêu: "Mèo, con làm gì mèo?" Bé mèo ở đây nó cười khặt 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 xong hen, nó quay qua nó cười, nó còn chỉ tay về phía trước, nó nói: Ba chơi với con." Nó cười nói vui lắm kìa. Là chị hai ở đây bà đã hết hồn rồi. Còn những cái người mà người ta ở đó, người ta nghe, người ta cũng giật mình nữa. Khi mà như vậy thì cũng chính là cô Bảy kia, cổ mới nói: "Đúng rồi, thằng hai nó đang chơi với con bé đó." Trong cái buổi đám tang này không có ai nhìn thấy vong hồn của anh hai cả, chỉ có duy nhất cô đó cổ là cô Bảy. Không biết là cổ có một cái năng lực siêu nhiên gì đó mà cổ có thể nhìn thấy hồn ma của anh hai, nên mỗi lần mà nhìn thấy thì cổ cứ chốc chốc cổ nói lên. Chị hai đôi lúc chị cũng cảm nhận được, nhưng mà chị thì không có thấy gì hết. Và mẹ chồng của chị hai thì cũng vậy luôn, cũng cảm nhận được là anh hai rất là gần mình, có điều là không có nhìn thấy ảnh đâu cả. Sau khi chôn cất anh hai xong xuôi hết á, thì mọi người cũng nhà ai nấy về. Còn lại trong căn nhà này á, bình thường kinh tế đã khó khăn rồi, giờ á, là anh hai trụ cột duy nhất ở trong gia đình, ảnh mất đi rồi thì kinh tế lại càng khó khăn hơn. Trong nhà chỉ còn lại là một người già, một người phụ nữ và một đứa con nít nhỏ mà thôi. Kinh tế bây giờ bắt đầu là đổ dồn lên trên người của chị hai, chị phải lo toan gánh vác hết tất cả luôn. Trong vòng cái thất đầu tiên có xảy ra một cái hiện tượng như thế này nữa. Ở cái nhà của chị là do đất nó hơi thấp á, cho nên mỗi lần mà Tết thì nước nó sẽ dâng cao lên, ngập vòng ở cái mé đường nhà chị. Muốn đi vô trong này là phải lội nước đi vô luôn, chứ không có cách nào mà đi vô không ướt chân cả. Cứ tầm khoảng mỗi tối là chị nghe thấy cái tiếng bập bõm đi ở ngoài sân đâu trước nhà của chị á. Chị nghe cái âm thanh đó thì chị chạy ra, chị còn nhìn thấy là cái mặt nước nó còn động tĩnh, giống như ai đó vừa mới đi ở từ trong sân của chị mà đi vòng nhà. Còn lại cái tiếng động và nước nó còn văng lên tùm lum vậy đó. Và ngày nào cũng vậy, cứ mỗi sáng là chị đều nhìn thấy có một cái con cá nằm ở cái sàn nước của mình. Có ngày thì thấy con cá lóc, có ngày thì thấy con cá trê, có ngày thì thấy con cá rô phi, con cá này con cá kia vậy đó, mà con nào cũng bự bự không à. Cứ vậy đó mà chị có đồ ăn luôn, khỏi phải bắt. Trong vòng liên tục một tuần lễ, khi mà nước còn dâng cao là cứ ngày nào cũng có hết. Chị không biết nguyên nhân là vì sao những con cá đó lại nằm ở ngay chỗ trên cái sàn nước của mình. Mà mỗi tối chị còn nghe thấy cái âm thanh bước lẹp bẹp ở ngoài. Chị ra thì đâu có thấy ai đâu, mà nằm ở trong nhà thì cứ nghe vậy hoài đó. Bình thường thì công việc của chị hai là chị hai đi ra ngoài chợ bán rau. Công việc bán rau của chị lúc trước không có đem lại thu nhập nhiều lắm, bây giờ cũng vậy, cho nên là chị cũng bán thêm đủ thứ món. Chị làm việc nhiều hơn gấp mấy lần so với hồi đó. Và chị hai này ở cái độ tuổi 28 thì chị có một cái ngoại hình cũng xinh xắn, dễ mến. Chị đi ra ngoài chợ thì cũng có nhiều người chọc ghẹo chị dữ lắm. Mà thôi, giờ chị không có muốn quan hệ gì với ai nữa cả. Giờ chị chỉ muốn là tập trung, lo cho gia đình, lo cho mẹ chồng với lại đứa con nhỏ của chị mà thôi. Trong một lần đi làm về thì bữa hôm đó chị mới bị một cái đám thanh niên này, đứa nào đến ấy tầm 20-21 tuổi, toàn là choi choi thôi hà. Mà có điều nó canh cái lúc là chị hai đi về thì nó mới ghẹo chọc chị, buông lời chọc ghẹo vậy đó, rồi nó tán vô mông chị. Mấy đứa lận nên chị làm không lại, chị nói rồi đuổi tụi nó đi mà thôi. Ở trong cái nhóm đó thì mới có một cái thằng này, thằng đó tên là thằng Hảo. Nhà của thằng Hảo này rất là giàu. Mà có điều tính tình của thằng Hảo này nó cũng kỳ cục vậy đó, nó dâm dê mà biến thái dữ lắm. Sau khi cùng với cái tụi bạn kia chọc ghẹo chị hai xong chưa đã, thì cái tên Hảo này đã có một cái ý đồ là nó muốn cơ thể của chị. Tên Hảo này bắt đầu là canh chị đi về qua cái khúc đường vắng, và cái tên Hảo này đã cưỡng hiếp chị rồi. Sau khi mà nó làm xong cái chuyện đó rồi thì nó vui vẻ lắm, nó còn buông lời nó chọc ghẹo chị hai nữa. Nó nghĩ một cái người đàn bà như chị hai, thân cô thế yếu như vậy thì sẽ không có dám làm gì nữa cả. Thiệt sự, vào cái thời điểm đó, nhà của chị hai thì quá nghèo. Đứa đó nó đã làm cái chuyện đó với chị, mặc dù rất là tức và uất ức, nhưng mà chị không có làm được cái gì nữa cả. Giờ tiền bạc cũng không có đâu mà đem đi kiện tụng. Rồi giờ cái sự việc đó cũng đã xảy ra xong rồi, cũng không có bằng chứng này kia nữa. Thôi nên cuối cùng chị đã ngậm đắng nuốt cay và bỏ qua cái chuyện đó. Chị về chị không có dám nói với ai hết trơn. Chỉ là chị đốt nhang, chị nói với chồng của chị nói trong lòng. Chị kể ra cái sự việc là giờ không có chồng, em bị người ta ức hiếp vậy đó. Chị hai chỉ là dám ấm ức, chị khóc nhỏ nhỏ ở đây thôi, chứ không có dám khóc lớn nữa, sợ mẹ chồng với lại là con của mình nghe. Nhưng mà ngay sau cái sự việc đó, qua một tuần lễ nữa thì chị hai không có nhìn thấy cái tên Hảo kia. Cho tới khi gặp lại thì thấy cái tên Hảo này đã bị khùng khùng điên điên rồi. Chị hỏi người ta, cái người ta mới kể. Thì tên Hảo này có cùng với bạn bè của nó đi nhậu. Đi nhậu nguyên một đám thanh niên với nhau vậy đó. Thì ở trong đám bạn đó mới có một cái thằng kia. Bình thường chơi ở trong nhóm thì cũng thân thiết bình thường thôi hà. Mà ngày hôm đó tự nhiên nhậu nhẹt xong rồi thì cái tên kia mới đứng phắt dậy. Hai cái con mắt nó trợn ngược lên. Và cái tên bạn kia đập nát cái chai bia, rồi mới cầm cái chai bia đó chĩa về cái hướng của tên Hảo. Khi mà tên Hảo đó thấy như vậy thì cái thái độ của tên Hảo đó cũng kỳ lắm. Tên Hảo đó mới bắt đầu là lùi lại, nhìn thẳng vô trong cái mặt của người bạn đó. Cái người bạn đó tên là Cường, nhưng mà nhìn vô cái khuôn mặt của người bạn tên Cường thì tên Hảo này không có gọi tên Cường đâu mà kêu: "Trời trời, anh hai!" Vừa nói tới đó là tên này bắt đầu trợn mắt rồi lùi lại. Và ở trong miệng của cái anh Cường này mới gầm gừ và nói ra một cái tiếng rất là giận dữ: "Sao mày dám làm vậy với vợ tao?" Cái anh Cường kia vừa cầm chai bia tiến lại và đánh tới tấp cái tên Hảo kia luôn. Sau khi mà bị đánh bầm dập rồi, cái tên kia không có dám chống cự gì hết trơn, cứ nhìn thẳng vô trong khuôn mặt của anh Cường này mà tỏ ra cái vẻ rất là sợ hãi. Sau đó là tên này cứ tuôn thẳng rồi chạy đi đâu đó người ta cũng không có biết nữa. Nhưng mà có điều qua cái ngày hôm sau, người ta thấy là cái tên này đã có triệu chứng điên khùng khùng. Trên miệng lúc nào cứ cũng nói lảm nhảm, nói khùng nói điên gì đó không có biết nữa. Mà tỏ ra cái thái độ rất là sợ hãi, rồi tay chân cứ múa máy quơ quào, làm cái hành động kỳ cục dữ lắm. Thì khi mà nghe như vậy chị hai trong lòng chị cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Bởi vì có thể là chồng của chị đã nhập vào cái xác của anh Cường đó để mà đòi lại công lý cho chị. Sau khi mà chị được nghe cái câu chuyện đó thì chị cũng vui vui trong lòng. chồng mình trước đây còn sống á, yêu thương mình, bảo vệ mình sao, tới bây giờ á, là anh chồng đã chết rồi, chứ ảnh vẫn còn theo chị, bảo vệ chị theo một cái cách riêng của ảnh như vậy. Khoảng thời gian sau này nữa, ở trong nhà cứ cảm nhận được có sự hiện diện của anh hai. Thì có một cái lần đó là nhém chút nữa, bé Mèo, con gái của chị hai đã bị chết đuối rồi. Đợt hôm đó là mấy đứa nhỏ nó chơi với nhau ở trước nhà, là bé nó vô nó xin chị là cho bơi. Cho bơi ở trước sân nhà là có một cái sông nhỏ nhỏ là xin bơi đó. Thì chị cũng ok thôi, bởi vì cái sông ở trước là nó thấp chủng mà nước cũng không có sâu. Mấy đứa nhỏ này nó ra nó chơi xong chưa đã, bắt đầu là nó đi ra trước. Chỗ ở trước là có nguyên một cây cầu và một cái con sông hơi lớn nữa. Mấy đứa nhỏ này toàn là con gái không à, mà ra đó bắt đầu thi đua. Coi coi đứa nào ra nhảy được xa hơn, rồi lặn lâu hơn, đứa thắng. Mấy bà công chúa này mới đi ra ở trước cầu chơi như vậy. Từng đứa mới nhảy xuống. Tới lượt của con bé Mèo là nó cũng phóng từ trên hen, nó phóng một cái đùng xuống. Sau khi mà phóng xuống rồi á, thấy nó lặn đâu mất tiêu, không thấy đâu hết. Ngay lúc đó mấy đứa nhỏ kia thấy còn lại nó sợ quá, mới chạy vô trong nhà và kêu chị hai ra. Tới khi mà chị hai ra là chị hú hồn hú vía rồi, bởi vì chị nghĩ cái khoảng thời gian nãy giờ chạy ra là cũng cả phút mấy, đứa con của mình không biết làm sao. Mà rất là may mắn, khi mà chị đi ra thì chị nhìn thấy con bé Mèo nó đang được ở trên bờ và được một cái anh kia ảnh cứu rồi. Và đứa nhỏ giờ nó cũng tỉnh lại rồi. Trời ơi, chị rất là mừng, chị lại chị cảm ơn anh đó rối rít luôn. Thì ảnh mới nói, bữa nay đi ngang đây là hữu duyên thôi, ảnh chở trái cây đầy nè, ảnh định là đi cái đường khác chứ không có định đi đường này đâu. Mà tự nhiên bữa đó không biết làm sao như ai xúi kiến ảnh, nên ảnh mới đi cái đường này đó chứ. Mà nhờ vậy thì ảnh mới cứu được bé Mèo. Thôi nghe vậy là chị này cũng biết cảm ơn ảnh mà thôi. Chứ thật ra trong thâm tâm của chị nghĩ có thể là anh hai ảnh đã xui khiến anh này, khiến cho ảnh phải đi cái con đường này, giống như là ảnh đã nói vậy đó. Thời gian từ từ trôi qua, tới thêm một cái vụ nữa. Đợt đó là mẹ chồng của chị hai bị bệnh, rồi bé Mèo nó cũng bị bệnh nữa. Ở trong nhà tiền bạc lo không có xuể, một mình chị có xoay đủ đầu luôn mà không có đủ lo cho hai người. Khó khăn bế tắc quá, chị không có biết làm thế nào hết. Tới cái buổi chiều như mọi ngày thì chị đốt nhang cho anh hai, chị mới than vãn với ảnh. Chị nói giờ ảnh mất rồi, một mình chị phải đương đầu, phải lo cho nhiều thứ quá, chị lo không có xuể nữa. Chị buồn, chị tâm sự khóc lóc kể lể với anh hai vậy đó. Cho tới tối bữa hôm đó, chị hai ngủ thì chị nằm mơ thấy một giấc mơ. Ở trong giấc mơ, chị hai nhìn thấy anh hai hiện về, mà người ngợm của anh hai quần áo rách rưới te tua hết trơn. Ở trên mặt thì có mấy cái vết bầm tím nữa, giống như là ai đó đánh ảnh vậy đó. Ở trên người cũng be bét những cái vết thương. Thì khi mà nằm mơ thấy vậy là chị hai mới thiệt là lẹ nhào vô ôm chồng mình, hỏi ảnh bị sao, quan tâm ảnh. Mà ảnh đẩy chị ra, ảnh mới nói lẹ lẹ, cái vẻ của ảnh rất là gấp gáp. Ngày mới em đi qua bà Phương, em đánh cho anh con số 93 nghe, nhớ nghe. Vừa mới nói tới đó là chị hai đã giật mình và bừng tỉnh dậy luôn. Chị dậy chị lờ mờ mà mồ hôi ướt nhẹp người hết trơn hà. Chị nhớ lại cái giấc mơ hồi nãy. Không lẽ là chồng của mình đã đi giành số với những cái vong hồn khác, giành cái con số đó, muốn giúp cho chị trúng đề hay sao ta? Chị lăn tăn dữ lắm. Không biết là chồng của chị hiện về đưa số với chị đánh là thiệt hay không, hay là chị vừa mới nằm mơ thì chị thấy một cái giấc mơ vậy, do chị nhớ ảnh quá mà thôi. Chị lăn tăn không biết. Cái tới sáng ngày hôm sau, khi mà dậy rồi, vô tình là chị đi trên đường, chị thấy một cái con số 93. Cái chị mới nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua. Chị quyết định là chị gom hết cái số tiền ngày hôm đó chị buôn bán được, chị đánh liều luôn. Chị vô chị đặt cọc vô con số 93 đó. Và rất là may mắn, tới chiều thì chị đã trúng được một số tiền rất là lớn. Nhờ có số tiền đó mà chị đã có thể giúp cho mẹ của chị và con bé Mèo được trị bệnh đỡ hơn, có thể lo và xoay sở cái lúc đó. Chị kể tới bây giờ, nếu mà không có số tiền đó thì có thể là lúc đó chị không biết phải làm như thế nào hết. Thậm chí là chị còn nghĩ tới cái việc là bán cả trái thận của mình để lo lót vào cái lúc đó nữa rồi. Mà sau khi trúng đề rồi, chị nghĩ lại thì chị rất là buồn. Chị biết là chồng của mình đã đi giành giật số tới mức mà bị đánh, bị thương tích đầy mình vậy đó, để mà cho số giúp gia đình. Chị nghĩ thì chị càng thương hơn nữa. Từ đó về sau, lúc mà chị gặp khó khăn gì, chị cũng không có nói chuyện, không có tâm sự với chồng của chị nữa. Chị chỉ im lặng, chị kể những cái gì mà tốt về bé mèo, thì như là nó lãnh thưởng cái gì thì chị đốt nhang, chị nói với ảnh vậy thôi. Chứ còn những cái chuyện khốn khổ này, chị không có muốn kể cho ảnh nghe nữa. Chị muốn là ảnh được yên nghỉ đi. Mà có điều là anh hai vẫn chưa có yên nghỉ nữa. Cho tới một cái lần kia, lúc đó là con bé mèo nó lên 9 tuổi rồi. Chị chở con bé mèo đi chợ như bình thường, thì chị đi là đi một chiếc xe đạp. Đang trên cái lúc chị lên cầu là dốc cầu nó cao quá, chị nhìn bên kia là không có thấy gì đâu. Mà thường cái chỗ này mỗi lần ta lên cầu có xe bự hay là xe gì đó, ta đều bóp kèn để mà thông báo. Chị đi xe đạp thì chị cũng bóp cái kèn của xe đạp nó cái chuông bóp lên nó kêu răng răng răng. Cái tiếng chuông nó hơi nhỏ nhưng mà có cũng đỡ hơn không hen. Ngay lúc lên được giữa cái cầu rồi, chị mới nghe thấy cái tiếng xe Honda chạy thiệt là lẹ từ ở cái phía bên kia cầu. Mà cái tiếng đó chị nghe là vừa lên mà vừa nẹt nẹt bô sùm nữa. Chị hơi ớn ớn rồi. Chị với con của chị mới bắt đầu là bước xuống xe, dẫn bộ mà đi sát ở trong mé lề luôn. Chị kêu lại nhỏ con chị đi vô ở cái mép bên phải luôn. Chị cũng qua cái mép phải chị đi luôn. Chứ vợ nghe cái tiếng xe chạy kia ghê quá. Và cái quyết định đó chính là cái quyết định đúng đắn của chị. Bởi vì cái chiếc xe kia sau khi mà lên dốc xong mới bắt đầu là chạy lạng qua lạng lại. Cái người mà chạy chiếc xe đó là xỉn quắc cần câu rồi, cứ lên chạy nẹt 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 vậy đó. Từ ở trên dốc mà cái ông đó, ổng tông thẳng xuống chỗ xe đạp của chị luôn. Chị ngã ra chị té, còn cái xe đạp của chị thì nó bị kéo xuống một khúc, xuống tới chỗ ngay dưới dốc cầu. Rồi cái ông kia ổng cũng xuống tới dưới là ổng bị té be bét, cái đầu của ổng cũng bị bể chảy máu một đống luôn. Còn cái xe đạp của chị nó còn dữ nữa, nó cong vành, nó móp méo nhìn nó xe đạp banh chành cả. Mà có điều may mắn là hai mẹ con của chị hai không có bị sao hết trơn. Cái lúc mà chị té thì chị quay ngược lại chị ôm nhỏ con, nên người chị hơi bị trầy trụa rồi dính bụi bặm chút chứ không có gì hết trơn. Mà rõ ràng hồi nãy cái lúc mà cái người đàn ông kia sắn xuống chị vô tình chị đã nhìn thấy hình ảnh của chồng chị. Chỉ trong thoáng chốc thôi là anh chồng kia, ảnh đứng ở ngay chỗ cái đầu xe đạp kia, ảnh đỡ cho chị. Thì cái xe nó mới bị kéo ngược xuống dưới. Chứ không là cả hai mẹ con của chị cũng bị cái ông mà say xỉn ổng hốt luôn rồi. Sau khi mà chị bị vậy rồi, chị về nhà là lập tức chị cúng kiến cho chồng chị. Chị biết là bây giờ chồng chị vẫn còn đi theo hai mẹ con để mà bảo vệ cho hai mẹ con, vậy chị rất là cảm động luôn. Và cái vụ mà bị cái ông say xỉn đụng nè là chỉ mới xảy ra gần đây thôi ha. Là vong hồn của anh hai tới tận bây giờ vẫn còn theo và bảo vệ cho gia đình của mình nữa. Cái câu chuyện này mình được gửi về mới đầu mà mình nghe lại cái anh gửi chuyện ảnh kể vậy đó. Mình nghe xong mình thấy cảm động kinh khủng luôn quý vị. Tới cái lúc chết mà anh hai ảnh vẫn còn yêu thương gia đình như vậy nữa. Nhân vật chính trong câu chuyện thứ hai này là một chị đó tên là chị Tâm. Sự việc này xảy ra với chị Tâm rất là bất ngờ. Lúc đó là chị Tâm 19 tuổi, chị Tâm ở chung với ba của chị. Cái đợt đó thì chị Tâm có đi tham dự một cái buổi tiệc của người bạn. Bình thường thì chị Tâm vui vẻ hoạt bát lắm. Mà ngày hôm đó đi tham dự cái buổi tiệc, chị chỉ uống nước ngọt thôi, mà chị lại cảm thấy là người của mình nó bị lân lân và chị xỉu. Tới khi mà chị tỉnh dậy thì chị đã nhìn thấy có một cái tên khốn nạn đang nằm ở trên cơ thể chị, và nó đang cưỡng đoạt lấy lần đầu tiên của chị. Thì cái người khốn nạn đó tên là anh Tèo. Nhà của anh Tèo này rất là giàu có luôn. Phải nói là nhà của ảnh giàu nhất nhì ở trong cái vùng đó. Thì sau khi mà chị thức dậy, chị thấy là anh Tèo đang ở trên người của mình và làm cái chuyện đó với chị. Thì chị cũng cố hết sức chị giãy giụa. Khi mà chị Tâm này chị dùng giãy giụa thì lại chị càng bị đánh nhiều hơn nữa. Cho tới khi xong xuôi mọi chuyện rồi á, thì cái tên kia còn dung gian đánh cho chị thêm một trận nữa rồi mới bỏ đi. Lần đầu tiên mà chị Tâm bị một cú sốc đầu đời quá lớn như vậy. Về nhà trong vòng một tuần lễ là chị không có cười không nói, cái gì cũng chỉ húp có một miếng để cầm chừng thôi. Ba của chị thấy tình hình con gái gì không ổn thì ba cứ ngày nào vô cũng hỏi hết. Tới cái lúc mà cảm xúc của chị dở òa rồi, chị Tâm mới kể lại cái sự việc là chị đã bị cái tên tèo kia cưỡng hiếp. Nghe cái đứa con gái của mình kể cái câu chuyện đó xong là ba của chị Tâm điên tiết lên trơn à. Định là sẽ qua nhà bên kia chém chết cái tên tèo kia luôn, chứ sao mà nó dám làm vậy. Mà bây giờ ba của chị bình tĩnh lại rồi thì ba chị mới nghĩ thôi giờ là đâm đơn kiện cái tên tèo đó cho nó vô nó ở tù đi, để cho nó phải trả giá. Thì ba của chị đã bắt đầu là làm đơn kiện em. Tới cái ngày mà xét xử thì cái ngày hôm đó bên nhà của tên tèo kia có thuê được một cái người luật sư rất là giỏi. Trong cái ngày hôm đó sau khi mà hỏi thẩm vấn này kia xong, hiện bên hỏi bên cãi, thì cuối cùng là ở bên phía luật sư kia đã cãi thắng kiện cho cái tên tèo đó. Rõ ràng là tên tèo này đã ra tay làm cái cách nào đó khiến cho chị phải ngất xỉu và cưỡng hiếp chị. Vậy đó mà ở bên luật sư kia nó cãi từ trắng thành đen. Cãi là chị này cố tình dâng hiến rồi mời gọi hai bên tự nguyện. Đó, cãi ra tới mức như vậy luôn. Thì sau khi mà cãi nhiều lần á, ở bên phía nhà của chị Tâm nè là nghèo hơn, không có thuê được một cái người luật sư xịn như bên kia, nên rồi cuối cùng là gia đình của chị Tâm á, đã bị thua kiện. Trước khi mà ba của chị có quyết định đâm đơn kiện vậy thì ba của chị cũng có hỏi chị là vợ ba làm vậy có được không. Chị Tâm chị cũng tin hết mình vào công lý. Chị nghĩ là cái tên kia chắc chắn sẽ phải ở tù thôi, phải chịu cái giá thích đáng. Nhưng mà chị đâu có ngờ đâu, nhờ cái tên luật sư mà cãi từ trắng thành đen đó mà cái tên kia đã thoát tội hoàn toàn, trắng án luôn, không có bị gì cả. Rồi sau khi mà sự việc đó xảy ra, chị Tâm ở nhà bà cứ buồn rười rượi tối ngày. Hồi đó là vui vẻ hen, làm này kia đầu là nói chuyện tiếu tích cả ngày trời luôn. Mà giờ là một câu chị cũng có há miệng ra nữa. Cho tới mấy bữa sau thì ba của chị Tâm đang ôm cục tức trong mình là hận, rất là hận cái tên tèo kia. Mà còn hận hơn nữa chính là cái người luật sư vô nhân tính đó. Ba của chị Tâm mới canh là cái ông này ổng hay đi ngang qua cái chỗ này nè. Ba của chị mới canh là đạp xe của ông luật sư đó, rồi sau đó nhào vô là đánh ổng, xử cho ổng một trận. Mà ai dè đâu, sức khỏe của ba chị Tâm đã lớn tuổi rồi nên mới có xông ra làm được vài cái thì lại bị cái ông luật sư kia ổng quật ngược lại, bị đánh nâu con mắt luôn. Không những là bị đánh ngược lại mà ở bên luật sư kia người ta báo công an rồi nói là ở bên này cố ý gây thương tích. Ba của chị Tâm lại còn phải bị phạt một cái số tiền bồi thường cho cái ông luật sư kia nữa. Ba của chị tính đứng ra đòi lại công lý cho chị, ai dè chưa có làm được chị trơn lại bị đánh rồi còn bị tốn tiền vậy nữa. Về nhà thì chị Tâm này bắt đầu nói chuyện. Chị nói với ba chị là vợ thôi bỏ đi, đừng có quan tâm tới cái vụ này nữa. Mặc dù nói thì nói vậy chứ chị Tâm là chị buồn ra mặt luôn. Chị buồn, chị đau đớn, thấy chị là tối ngày ủ rũ trong phòng không. Cho tới một cái ngày đó thì giữa đêm nằm ngủ, ba của chị Tâm cảm thấy là có cái gì đó nó thôi thúc mình dậy. Là ba mới lờ mờ ba dậy ha. Ba dậy ba đi ra ở trước thì ba mới thấy là cái cửa nhà của mình sao mà nó đóng khép vậy ta. Ra dòm ở ngoài cái cổng thấy là cái cổng nó cũng hơi khép nữa. Thấy cái đó không ổn rồi, ba của chị Tâm mới chạy nhanh vô phòng của chị thì thấy là chị đã không có ở trong phòng rồi. Rồi ha, ba mới lấy cái xe ra thiệt là lẹ, ba chạy theo, con vợ là chị Tâm kia chứ đi đâu mất tiêu rồi. Ba cứ cắm đầu ba chạy vậy đó, ba chạy theo linh cảm của một cái người ba. Ba chạy qua chỗ từng cái ngã rẽ này. Chạy cái lúc mà lên được cái cầu rồi thì ba nhìn thấy từ xa xa là có một cái chiếc xe đạp. Cái chiếc xe đạp này quen thuộc lắm. Chạy lên tới gần hơn nữa thì cái chiếc xe đạp này chính là cái chiếc xe đạp của chị Tâm. Cái đôi dép của chị cũng được đặt cạnh ở bên cái chiếc xe đạp nữa. Mà giờ không có thấy người của chị đâu cả. Biết là có chuyện hỏng lành rồi, ba của chị mới hô hoáng lên nhờ tất cả mọi người đó giờ đi tìm kiếm giùm. Người ta cũng bắt đầu là mở ra đi kiếm hen, cũng xuồng ghe vậy đó. Quần quần cho tới gần 3 tiếng đồng hồ sau thì mới phát hiện được là cái xác của chị hồi nãy giờ là nằm dưới chân cầu này nè, mà người ta mò tới mò lu hoài không có đụng. Giờ thì đã đem cái xác của chị Tâm lên được rồi. Cái lúc mà chị chết á, là hai cái con mắt của chị nó còn mở trừng trừng lên nữa, bùng sình gì đó rồi nó nhét vô đầy cái con mắt hết trơn à. Ba của chị cũng rất là buồn, nhưng mà cuối cùng á, thì cũng phải đem chị về để mà an táng thôi. Sau khi mà mất đứa con gái rồi á, ba của chị Tâm ôm thù hận dữ lắm, mà giờ không có biết phải làm cách nào có thể trả thù cho con gái mình được cả. Cho tới một cái khoảng thời gian kia, người ta đồn lên ngay chỗ cái cầu mà chị Tâm chị tự giận, thì ở cái chỗ đó người ta thường xuyên nhìn thấy vong hồn của một cái cô gái. Cái cô gái đó ăn mặc rất là sexy, trang điểm cũng gợi cảm nữa. Cô gái đó mặc đồ mát mẻ hen, tóc thì xõa dài, cái mặt hồi nào cũng có vẻ là khiêu gợi hết trơn á. Những người đàn ông nào mà đi lại đây thấy cái nhan sắc của cô đó thì cổ đứng cổ tỏ ra quyến rũ vậy đó. Ai mà đứng dòm cổ một chút xíu thì cổ sẽ mời gọi người đó lại gần họ. Những cái người nam nào mà mê gái, thấy cô này đẹp gái quyến rũ quá mà lết lết lại gần. Những cái người nào mà lại gần cổ thì cổ xô một cái cho cắm đầu lọt thẳng xuống sông luôn. Khi mà người ta té rồi, cô này cổ mới hiện nguyên hình, là cổ mặc nguyên một cái váy trắng. Cái mặt của cổ là hai cái con mắt đen thùi lùi, cái miệng thâm xì. Còn cái lớp da thì nó trắng xác à, tóc tai thì nó bù xù rủ rượi, chứ không phải là xinh đẹp sexy giống như là hồi nãy. Người ta thấy vậy thì người ta mới tá quả ra, dòm cô này không có cái chân đâu hết trơn, thì biết cổ là một cái hồn ma rồi. Hồi trước thì chị Tâm kia chỉ ăn mặc cái kiểu nhìn lịch sự trang nhã lắm. Chứ bây giờ hồn ma của chị Tâm chị hiện ra cái kiểu lạ lùng quá, người ta nhìn không có ra, nó không có biết đó là chị đâu. Còn những người nào họ đi ngang đây mà cứ đi tầm có khoảng lúc chiều chiều hoặc là trời tối, cứ mà đi ngang đây ngang thì cái xuồng hoặc là cái ghe sẽ bị rung lắc một cách dữ dội luôn. Như là có ai đó mình lật cái thuyền nó lắc qua lắc lại như là đưa võng vậy đó. Mà chạy ra được hết chỗ khúc cầu này rồi thì thôi, cứ ai đi là cũng bị chọc hết. Còn những người nào họ đi buôn bán sớm mà đi ngang qua chỗ cây cầu này thì người ta thường xuyên là nhìn thấy có một cô gái đứng ở trên thành cầu mà đứng hai cái tay chắp ở sau đít, nhìn ra hướng ngoại sông, nhìn cái mặt buồn bã lắm. Thì người ta thấy vậy người ta cũng cố ý lướt đi luôn, bởi vì người ta cũng biết cái vong hồn của chị Tâm ở đây là hiện ra quậy dữ lắm. Cho tới một cái lần đó là có mấy đứa nhỏ này là mấy đứa 14-15 tuổi nghe ở đây người ta đồn có một cái vong hồn ma da dưới cầu này quậy dữ lắm. Mấy đứa nhỏ này trời không sợ đất không sợ mà, nên ma lúc đó chưa có sợ. Thì mới có ba nhóc nhỏ này nó mới bắt đầu hay nó đem đèn cày, rồi nó đem mấy cái đồ mà kêu bằng nghi thức gọi hồn. Thì nó cũng chuẩn bị coi đâu trên mạng không biết, cái đem ra lại ở gần chỗ cái mé cầu này. Ở kế bên mé cầu là có một cái bờ đất trống, tụi nó mới lại đó, tụi nó cũng hen, cũng đốt đèn cày lên rồi cầu khấn rồi làm đủ thứ trò hết trơn. Thì ngay lúc đó là có một trong ba đứa, cái thằng nhóc này nó mới nghe thấy cái tiếng nước lạch bạch ở chỗ mé sông. Nó quay xuống nó dòm thì nó nhìn thấy vong hồn của chị Tâm đang bò. Không phải là đi bình thường đâu, mà bò giống như là cái con thằn lằn vậy đó. Cái người bò mà lết từ ở mé sông lết lên. Hai cái mé tóc tai nó xụ rũ rượi hết. Cái hàm răng thì trắng toát à, trong khi cái môi thì nó đen xì lì, cái màu ngược lại nhìn kỳ cục dữ lắm. Thằng nhóc nhỏ này nó vừa thấy là nó la ma. Nó tuôn nó cắm đầu nó chạy một cái dèo đi. Còn lại hai đứa nhóc nó ở đây thì nó chưa thấy gì hết trơn á. Nó dòm đâu thấy gì đâu ta. Thì sau khi mà hai đứa nhỏ này nó đốt cái đèn cày lên xong xuôi lại một lần nữa, thì lúc đó ở ngay cái chỗ vị trí của thằng nhóc hồi nãy nó chạy rồi, giờ lại ngồi ở ngay vị trí đó chính là chị Tâm. Cái mặt của chị Tâm đưa sát đối diện với mặt của một thằng nhỏ, mà giờ là còn lại một trong hai thằng nhỏ nhìn thấy. Cái thằng nhỏ đó mặt của nó đối diện với mặt chị kia, chỉ cách có một cánh tay à. thì nó cảm nhận rõ ràng được là cái hơi lạnh của chị đó, mà cái mùi nó hôi thối giống như là cái mùi sình bùn vậy đó. Và cái lúc đối diện như vậy thì nó sợ hãi quá, nó ngã ngửa ra, nó té. Mà nó vừa té nó vừa bò lăn bò lết, nó tuôn nó chạy. Nó chạy mà nó im ru à, nó không dám nói gì hết trơn, nó chỉ ớ rồi nó tuôn nó chạy. Thì còn một thằng còn lại, cái thằng đó mới chửi hai thằng kia: cái tụi này nó khùng, nãy giờ có làm gì đâu mà tự nhiên tụi nó tuôn chạy như vậy. Mà lúc đó gió thổi làm cho mấy cái đèn cầy nó tắt tới thui hết rồi. Cái nhóc nhỏ này nó mới xẹt cái hột quẹt, nó xẹt lên cái sạc. Cái ánh lửa cái hột quẹt nó vừa sáng lên, thì ở cách cái ánh lửa đó tầm khoảng gang tay là khuôn mặt của chị Tâm á, đưa sát với cái ánh lửa đó. Cái mặt của bà Trắng Hiếu à mới nói: mày kêu tao lên làm gì, nói đi. Vừa cái lúc mà chị Tâm chị nói vậy á, chị chỉ nở một nụ cười. Cái miệng của chị rộng chạnh bành luôn, cái môi thì nó đen tùi lùi mà nó kéo rộng tuốt lên cái lỗ tai, cái hàm răng nhe ra nó trắng tươi hà. Trời ơi, thằng nhóc nhỏ này nó sợ quá, nó hét lên một cái á, ngã ra xỉu mất tiêu. Tới khi mà mấy đứa nhỏ kia nó chạy vô nó nói với người lớn á, người ta chạy ra thì thấy là nhóc nhỏ này á, cái người của nó là đang cắm xuống ở dưới mé sình rồi, nửa người thì còn nằm trên mé đất, còn nửa người thì đã khum xuống ở dưới mé sông. Mà cái miệng của đứa nhỏ này là ở trong đó bị nhét sình quá trời luôn. Cũng may hồi nãy giờ trong một khoảng thời gian ngắn người ta lại cứu kịp đứa nhỏ này, chứ nếu mà để qua đêm thì có thể là đứa nhỏ này nó không có giữ được tính mạng luôn ha. Rồi thì đó là những cái hiện tượng xương xương về những người ngoài lề. Bây giờ tới những cái người trong cuộc. Thì cái anh Tèo ngày xưa mà đã hiếp dâm chị Tâm này, sau khi mà làm cái chuyện đó xong xuôi, tên này không có hề thấy hối cải và thấy biết lỗi gì hết trơn á. Cho tới khi cái ngày thứ 49, từ khi mà chị Tâm chỉ mất, thì cái ngày hôm đó người ta tìm được cái xác chết của cái anh Tèo này á, là nằm ở ngay chỗ cây cầu mà chị Tâm á, chị tử tử luôn. Lúc mà vớt cái xác của anh này á, thì thấy là người ngợm của ảnh là có đầy những vết thương tích hết trơn hà. Mà cái tướng chết của ảnh kỳ lắm, hai cái tay thì nó bẻ ngược lội về sau, giống như con gà mà bẻ cánh lúc mà đi cúng vậy đó. Còn cái lưỡi của ảnh thì lè dài ra, cái cổ thì nó bị dặn qua một bên, giống như là ai đó bẻ cổ của ảnh. Thấy cái chết kỳ lạ vậy quá, ở bên công an người ta cũng mới điều tra, thì để ý là trên người của anh này có những vết thương, nghi là do bị đánh chết hay là như thế nào đó. Điều tra ra có một cái nhóm này thì nhóm đó mới thừa nhận. Do cái anh Tẹo kia ảnh nói chuyện sốc hông quá, ảnh sống không có đàng hoàng, nên cái nhóm này ghét đã có đánh ảnh. Vị trí đánh ảnh là đánh ở trên cây cầu này nè, mà đánh cho bỏ ghét, đánh cho ảnh đau thôi, chứ đâu có dám mà đánh tới mức ảnh chết vậy. Có một người người ta mới ra làm chứng. Cái lúc mà hai bên đánh nhau á, cái chú đó cũng có ra can ngăn rồi đuổi mấy cái tụi thanh niên này về. Cái lúc mà đám thanh niên kia về rồi á, cái anh Tèo này còn lại đây là vẫn bình thường, thấy là cũng bị đau thương tích vậy thôi chứ chưa có chết. Thì sau khi mà có người cũng làm chứng vậy xong á, người ta khám nghiệm tử thi ra cái anh này anh chết là do anh bị ngạt nước, chứ không phải là anh bị đánh chết đâu. Mà nguyên nhân vì sao ảnh lại nhảy xuống dưới cầu để ảnh chết hay là sao đó thì người ta không có biết. Cuối cùng chỉ là kết luận anh này ảnh tự tử ảnh chết. Mà có cái điều nó trùng hợp là ảnh chết ngay đúng với cái cầu mà chị Tâm ngày xưa chị tự tử luôn ha. Rồi cuối cùng thì về cái phần của anh này cũng đã xong rồi. Tới cái phần của cái người luật sư kia. Cái người luật sư kia cái gì cũng giỏi hết, mà điểm yếu nhất của người luật sư đó chính là vợ con của ảnh. Anh đó ảnh hết mực thương vợ con của mình luôn. Mà vào một cái giai đoạn kia anh luật sư đó mới phát hiện là do anh này cái tính tình của ảnh sao mà máu lạnh quá. Ảnh thường xuyên ảnh biết cái đó là sai mà ảnh vẫn làm. Thì vợ của ảnh đã có ngoại tình, và vợ của ảnh cũng thừa nhận luôn. Đứa con trai hiện tại này nè cũng không phải là con của anh luật sư kia đâu, mà là con của chị đó với cái người nhân tình khác. Chị thú nhận rõ ràng vậy luôn, bởi vì bây giờ là chị muốn thẳng thừng ly dị với ảnh. Khi mà nhận được cái tin quá trời sốc như vậy, anh này ảnh lên cái cơn điên, không có giữ bình tĩnh được nữa. Ảnh đã lấy con dao, ảnh đâm chết vợ con của mình ngay chính ở trong cái căn chung cư chỗ mà ảnh ở. Sau cái sự việc đó rồi là bắt đầu ảnh tuôn, ảnh chạy, ảnh bỏ trốn. Ảnh cắm đầu ảnh chạy chỗ này chỗ kia vậy đó. Còn về phía công an á, người ta cũng điều tra. Thì khi mà với những cái chứng cứ vậy đó, người ta xác nhận được liền anh luật sư kia chính là hung thủ đã gây ra cái chết cho vợ con của mình, thì cũng truy nã ảnh ngang. Đợt đó là cũng lùng sục ảnh dữ lắm mà không có tìm được ảnh. Cho tới cái ngày hôm đó người ta mới tìm được cái xác của anh này là ảnh đã tự tử, và ảnh nhảy cầu ở ngay chỗ cây cầu mà chị Tâm này chị tự tử luôn. Không biết lẫn trốn sao, cuối cùng vòng chồng lại đi về ngay chính chỗ cây cầu này. Cuộc sống của ảnh, công việc của ảnh, gia đình của ảnh cuối cùng đã quay trở lại con số 0. Và khi mà biết được câu chuyện vậy đó, ba của chị Tâm cũng rất là vui, hả dạ trong lòng. Từ cái lúc chết của chị không phải là hết, mà đó chính là cái sự bắt đầu cho những ngày trả thù của chị. Và đó là toàn bộ cái câu chuyện thứ hai trong ngày hôm nay. Một cái câu chuyện cũng rất là đau lòng cho những cái người nạn nhân mà không có tiếng nói được như vậy ha. Bây giờ mình sẽ đi qua cái câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là mình được một anh tên là anh Giang, anh gửi lại cho mình. Hồi trước là anh Giang ảnh có làm tài xế, ảnh đi giao hàng. Ảnh chạy xe máy vậy đó, rồi đi bỏ rau củ cho mấy cái chỗ kia. Bởi vì cái chỗ anh làm là cái chỗ đó là chuyên bỏ sỉ luôn. Tầm khoảng 2-3 giờ thì ảnh sẽ bắt đầu nhận hàng. Ở cái chỗ chủ người ta sẽ chia ra thành từng bịch rồi. Chỗ nào là giao ở đâu á, phân phối hết cho ảnh. Đưa cho ảnh lên chiếc xe, ảnh tống đầy nguyên một chiếc xe, bắt đầu ảnh chạy. Đợt đó thì ảnh có giao tới cái mối này, mà cái mối đó là mối lạ, lần đầu tiên mới chạy tới. Giao qua cái khu vực ở bên Dĩ An, mà cái địa chỉ nó thấy ghê dữ lắm. Địa chỉ là cái gì mà sẹt tùm lum. Rồi cái đường không có, mà chỉ là ghi khu phố nữa. Mấy cái chỗ này mà mình bấm trên Google Maps kiếm còn không ra, chứ huống gì giờ mà kiếm ngoài đường, người lạ không có biết đường kiếm luôn. Thì anh Giang ảnh chạy anh khúc vậy đó là ảnh hết biết đường rồi. Ảnh mới gọi điện cho cái người nhận hàng là giờ tôi đang đứng ở đây nè, anh chạy ra anh đón tôi đi. Thì cái chỗ mà anh đứng là ngay chỗ một cái ngã tư. Ở chỗ đó là có một cái tiệm mắt kiến cũng lớn nữa. Thì ảnh nói là anh đứng ngay chỗ đó, người ta biết rồi. Anh đứng đó anh đợi tầm khoảng phút mấy, anh nhìn thấy là ở bên phía đường đối diện có một cái người mà họ đang ngoắt tay, nhìn tới nhìn lui đi qua đường. Anh cứ nghĩ người đó là cái người ra nhận hàng không à. Anh ngoái theo cái người đó, thì cái người đó từ từ bước qua, cứ nhìn chăm chăm vô mặt ảnh mới hỏi: "Ủa, anh phải không?" Anh Giang này anh tưởng hỏi là lấy hàng, cái nó đúng rồi, tôi nè. Vừa nói xong anh Giang ảnh mới xuống, ảnh soạn cái bịch đồ ra, rồi ảnh mới coi là nhiêu tiền đó, ảnh mới nói: "Nè, cái này của anh là 1.250.000. Cái người đàn ông kia mới nói: "Ủa, tiền gì? Tôi đâu có mua cái gì đâu." Anh Giang này anh thấy lạ quá, anh mới nói: "Ủa, chứ không phải anh ra đây anh lấy hàng hả?" Lúc này thì anh Giang mới để ý cái người này là có cái vẻ hơi lớn tuổi một chút xíu, tầm khoảng 40 mấy tuổi. Trong khi cái người nãy gọi điện cho anh là một người trẻ hơn, tầm khoảng 30 tuổi hà. Người đàn ông mà đang đứng trước mặt anh thì người của anh đó ốm nhôm, ốm nhách hà. Người ngọm thì gầy còm, mặt mày còn hốc hác nữa. Tóc tai của người đàn ông này cũng rủ rượi luôn. Người đàn ông này trông có vẻ hơi khắc khổ một chút xíu, đang mặc một cái quần thể dục, mà cái dạng quần thể dục có cái sọc trắng hai bên đó, mà cái quần nó lấm lem. Ở trên người thì mặc một cái áo, cái áo này nó cũng lấm lem luôn hà. Vừa nhìn tới đó thì cái người đàn ông kia mới mở lời nói tiếp: "Chú em đưa tôi về giùm được không?" Anh Giang ảnh mới cười, ảnh nói: "Trời ơi, tôi đâu phải xe ôm đâu, tôi đi giao hàng hà." Cái người đàn ông kia mới nói tiếp: "Tôi biết rồi, mà chú em đưa tôi về giùm được không?" Anh Giang thấy lạ rồi nghe, cái ảnh mới nói lại, khẳng định một lần nữa: "Trời ơi, anh ơi, tôi không phải xe ôm, tôi đi giao hàng, tôi đi bỏ đồ cho anh ta nè, đâu có chở anh về giùm được. Nhà anh ở đâu hả?" Anh kia ảnh mới nói: "Nhà của tôi ở Hội Nghĩa." Trời ơi trời, nghe tới cái khúc Hội Nghĩa này là anh Giang ảnh hết hồn. Ngay chỗ cái vị trí của ảnh đứng là ở Dĩ An, mà ở gần với cái khu vực của cầu Đồng Nai á. Từ đó mà chạy lên Hội Nghĩa là cũng còn xa dữ lắm. Cái anh Giang mới nói: Không có được, tôi đâu phải xe ôm đâu. Mà với lại giờ xe tôi chở đồ tùm lum hết trơn hà. Tôi cũng đâu có cho anh về được đâu. Thì cái người đàn ông kia cái mặt buồn so mới nói, tôi bị lỡ đường, tôi ở đây cả tuần lễ rồi, tôi không có về nhà được. Nghe cái người kia nói chuyện với cái giọng buồn buồn vậy đó, anh Giang mới hỏi thêm, ủa mà sao anh không có về được, anh hết tiền hay là anh bị cướp xe hay anh bị cái gì? Cái người đàn ông kia cái mặt càng buồn hơn nữa mới nói, tôi bị lỡ đường, tôi không có về được, anh chở tôi về giùm nghe. Anh Giang ảnh đã nói rồi mà cái người kia cứ luôn miệng là nhờ chở về, mà anh Giang này chở về bằng đường nào giờ? Anh mới nói, không có được anh ơi, em nói thiệt, giờ là em chở đồ đùm đề nè, anh cũng thấy nè, với lại là em phải đi giao cho chủ nữa, chứ trễ chủ chửi em chết. Anh không có tiền hay sao, để em cho anh ít tiền, anh bắt xe về nghe. Cái người đàn ông kia mới nói, thôi tiền tôi không có xài được đâu, nếu được thì anh chở tôi về giùm đi. Cái người kia cứ đứng ở kế bên ảnh năn nỉ chở về hoài, mà tưởng ở đâu gần nói, chạy về tuốt ở trên Hội Nghĩa, là đi qua khu vực của Tân Uyên rồi mới tới Hội Nghĩa. Trời ơi xa gần chết luôn. Cái cứ năn nỉ hoài vậy đó. Anh này anh cũng nói là thôi em không có chở được đâu. Mà thấy cái người đó có năn nỉ mà nhìn tội thấy thương lắm. Ngay lúc đó thì anh Giang mới nhận được cuộc gọi là ở bên cái người khách lấy hàng nè, người ta gọi. Khi mà gọi là thấy người khách kia đang đứng ở bên đối diện đường rồi, anh này anh dòm qua thì mới nói lại với cái người đàn ông đó một lần nữa. Anh ơi tôi không có chở anh về được đâu, thôi tôi cho anh tiền nghe. Thì nói tới lúc đó người đàn ông kia đẩy, thôi vậy thôi tôi không có lấy tiền đâu. Cái lúc mà người đó quay lưng đi lại rồi thì anh Giang anh mới hết hồn luôn. Bởi vì anh nhìn thấy nguyên cái tấm lưng ở phía sau của người đàn ông này là thấy thịt thà nó bấy nhầy hết trơn. Cái áo là ở phía sau là nó bị kéo tà rồi, cái áo không có còn nữa. Cái lưng mà nó còn lởm chởm máu thịt be bét. Còn cái phần da đầu ở sau ót của người đàn ông này nó càng dữ nữa. Nguyên cái mảng da đầu là nó bị kéo xuống trụi lủi rồi, không có còn miếng da nào đó hết. Mà thịt thà ốc ác rồi máu me gì đó nó tậy quay ở phía sau luôn. Giống như là cái người đàn ông này bị nằm té ngửa ra mặt đường, rồi bị cái gì đó lôi kéo cà một khúc trên mặt đường rất là xa, nên cái người đó đã bị bào mòn thịt da ở phía sau như vậy. Trời ơi thấy tới cái lúc đó là anh Giang ảnh hú hồn hú vía luôn. Anh rất là sợ. Anh đứng đó mà ảnh trốn mắt ảnh nhìn. Hai cái chân của ảnh chống cái chiếc xe nè mà rung luôn. Người khách ở bên kia người ta đợi hoài quắt mà không thấy anh Giang qua. Cái người kia cũng chạy qua bên này luôn, hỏi là quắt quá trời sao anh Giang không qua, mà hồi nãy giờ anh Giang ảnh thấy ma vậy, ảnh có đi nổi đâu mà qua. Thì giờ sau khi mà khách qua rồi ảnh cũng cố gắng ảnh trấn tĩnh lại. Người khách kia cũng mới dẫn ảnh đi qua chỗ của người ta, để lần sau có gì thì sẽ chạy vô luôn, khỏi có phải ra đón rước như vậy nữa. Sau khi mà giao xong cái ngày hôm đó hết hen, tầm khoảng 10 giờ sáng là công việc của ảnh xong xuôi hết rồi. Ảnh quay lại chỗ phòng trọ của ảnh nằm ngủ nghỉ. Trong cái giấc ngủ ngày hôm đó ảnh có mơ. Ảnh mơ thấy như thế này. Anh Giang nhìn thấy bối cảnh mà ảnh nằm mơ là cũng cái lúc tối giống y xì hôm qua nữa. Tại ngay trước cái tiệm mắt kiến đó, và vẫn là cái người đàn ông kia. Mà biết là mình gặp ma trong giấc mơ rồi, mà có điều là anh Giang không thấy sợ, là nhờ ảnh chở về ở giùm dưới nhà ở dưới Hội Nghĩa đi. Mà anh này ảnh nói là tôi biết anh là hồn ma rồi, giờ sao tôi đưa anh về. Cái người đàn ông trong giấc mơ kia mới chỉ anh Giang là kêu ảnh mua giùm một cái con búp bê. Là cái người kia còn dặn kêu anh là đúng 8 giờ 8 phút kêu ảnh lại đúng cái chỗ ngày hôm qua, bỏ cái con búp bê đó xuống rồi lấy một cái khăn gì đó tối màu trùm con búp bê lại. Trong vòng 5 phút thì cái anh này là phải đọc đúng họ tên của cái người đàn ông đó. Thì họ tên của anh này là cho rõ ràng họ tên, rồi cho ngày tháng năm sinh luôn nha. Dặn ảnh là phải đọc rõ họ tên ngày tháng năm sinh vậy đó. Tới khi mà đọc xong rồi thì phải cuốn cái con búp bê này lại, bỏ vô trong cái vật gì đó thì là tối, không có cho ánh nắng vô. Rồi cứ như vậy và chở cái con búp bê đó về tới ngay Hội Nghĩa là được rồi. Thì khi mà nghe vậy ở trong giấc mơ anh Giang ảnh mới hỏi, rồi làm sao tôi biết nhà của anh ở đâu mà tôi đưa anh về. Vì cái người kia cho cái địa chỉ mà ở trong xóm, trong khu phố, cho vậy đó thì biết đường đâu mà kiếm. Cái người đàn ông kia mới nói là vợ chỉ cần làm theo vậy đi, cứ chạy đi thì cái người đàn ông này sẽ chỉ đường. Nói xong tới đó thì anh Giang ảnh giật mình tỉnh dậy. Bởi vì ảnh nhận được một cái cuộc gọi là ở bên người chủ, người ta thông báo cho ảnh. Sáng ngày hôm sau không cần phải đi làm đâu, bởi vì cái chuyến xe đang chở nông sản là bị kẹt lại rồi, không có chạy lên được. Nên là cái bữa hôm sau sẽ không có lên đâu, chưa có hàng để mà đi giao, nên là ảnh sẽ được nghỉ trong cái bữa hôm sau nữa. Khi mà nghe được cái thông tin đó, cái ảnh cũng trằn trọc, ảnh suy nghĩ nghe. Ảnh không biết là mình có nên đi giúp cái người kia hay không, hay đó chỉ là một cái giấc mơ tào lao. Tối bữa đó anh về anh ngủ là ảnh mơ liền tù tì thấy ba cái giấc mơ. Người đàn ông kia cứ hiện về dặn ảnh là nhớ giúp người ta nghe, nhớ giúp người ta nghe, cứ hiện ra rồi nhờ vậy hoài á. Cho tới sáng ngày hôm sau thì ảnh thức rất là sớm, 6 giờ là ảnh dậy rồi. Thì ảnh cũng tần ngần một chút xíu, tới 7 giờ là ảnh thay đồ xong xuôi hết. Ảnh mới đi ra ngay chỗ hôm bữa mà gặp cái người đàn ông đó. Anh Giang ảnh ra đó, ảnh canh ngang, anh canh đồng hồ là đúng 8 giờ 8 phút nè. Ảnh mới liện một cái con búp bê xuống ngay chỗ cái ngã tư đó. Mà cái lúc ảnh làm ảnh nó quê chết luôn á. Ở vòng đó người ta dòm ảnh giống như là thằng khùng vậy đó. Mà thôi và ảnh mặc kệ luôn, ảnh cứ vậy đó ảnh làm. Ở trên trời cứ thấy là âm u thôi chứ không phải là trời sáng trưng đâu. Ảnh để con búp bê đó xuống rồi ảnh trùm cái khăn đen. Ảnh giả bộ ảnh đứng ở kế bên đó cho người ta đỡ nhìn ảnh, ảnh đỡ ngại. Anh cứ đọc nhẩm nhẩm ở trong miệng á, là họ tên của cái người đàn ông kia, rồi ngày tháng năm sinh vậy đó, đọc. Anh canh đúng tầm khoảng 5 phút thì ảnh mới cuộn con búp bê đó trong một cái miếng vải màu đen lại. Anh bỏ vô trong cái ba lô đen của ảnh, anh kéo lại là giống y chang như lời của người đàn ông kia chỉ rồi đó. Sau đó ảnh mới quải cái ba lô lên, ảnh leo lên xe anh chạy. Ảnh canh theo cái hướng Hội Nghĩa, là ảnh canh theo hướng đó anh đi. Ảnh chạy mà ảnh cảm nhận rõ ràng là cái vong hồn của người đàn ông kia lên xe của anh rồi. Anh thấy cái lúc mà anh quải cái ba lô đó là nó nặng trịch luôn. Trong khi là trong cái ba lô chỉ có duy nhất con búp bê nó nhẹ tên à. Mà như anh cảm nhận được là có một cái người đàn ông đang ngồi phía sau lưng mình nữa. Anh cứ cắm đầu anh chạy đó. Anh chạy tới khu vực đó rồi anh cũng không biết là phải rẽ phải hay rẽ trái. Tự nhiên ảnh có một cái cảm giác ai đó thui thúc ảnh là ảnh rẽ phải. Bắt đầu là ảnh rẽ phải hen, rồi chạy tới cái chỗ nào đó cũng là cái cảm giác thôi thúc ảnh, chỉ dẫn cho ảnh đường đi. Ảnh chạy cuối cùng là ảnh đã chạy vô trong một cái con đường quê này rồi. Ở cái chỗ đó là bằng đường đất luôn chứ không phải là còn đường xi măng hay gì đâu. Ảnh chạy vô cái chỗ đường đất này rồi ảnh thấy là cái ba lô của ảnh làm sao nó lắc rung lắc rất là mạnh. Ảnh mới dừng, ảnh thắng một cái rét lại. Ảnh mới bắt đầu là thấy có một cái cô kia đi ngang mới hỏi: "Ủa cô ơi cô, nhà của anh Thắng ở đâu vậy cô?" Ảnh lên tiếng ảnh hỏi vậy đó. Thì cái người kia mới chỉ là ngay chỗ cái bên anh đang dựng nè, đó là chỉ qua cái nhà bên kia, nhà đó là nhà của anh Thắng đó. Ảnh mới tắp xe ha, ảnh đứng ở trước ảnh tần ngần, giờ ảnh không biết vô rồi ảnh nói chuyện với nhà đó làm sao. Ảnh cứ đứng đó đó thì mấy con chó đó ra nó sủa quá trời sủa đi. Cái vợ của anh Thắng mới đi ra hỏi là: "Ủa em ơi, em đứng đó em làm gì vậy?" Anh này mới gãi đầu, anh nói: "Dạ em bạn của anh Thắng." Gãi đầu nói vậy đó. Cái chị kia mới mời anh Giang vô. Anh Giang ảnh vô hen thì ảnh cũng ngại lắm, ảnh không biết là phải mở đầu câu chuyện như thế nào cả. Sau khi mà nói chuyện thêm một chút xíu nữa là hỏi thăm cái anh này sao. Cái chị kia chị mới nói là anh Thắng ảnh chết cách đây hơn tuần rồi. Ảnh đi lên Dĩ An đi theo người ta lên trển làm công trình. Cái lúc mà quay về thì bị tai nạn giao thông, bị xe đụng và đã chết ở trển luôn. Cái xác của ảnh thì đã đem về này cũng chôn cất được tuần lễ rồi. Gia đình rất là đau buồn. Mà gia cảnh của anh Thắng này, nhà của ảnh cũng nghèo dữ lắm nghe. Vợ ảnh mất rồi, ở trong nhà còn lại là vợ của ảnh, chỉ hai đứa con nhỏ nheo nhóc nhìn thấy thương dữ lắm. Thì nói thêm một chút xíu nữa, ảnh cũng phải vô thẳng cái vấn đề luôn, chứ không lẽ đi vòng hoài. Thì ảnh nói là hôm bữa ảnh đi giao hàng rồi ngay chỗ cái chỗ đó ảnh đã nhìn thấy vong hồn của anh Thắng. Anh Thắng hiện ra và vợ là nhờ ảnh phải chạy tới tận đây nè để mà đem cái vong hồn của ảnh về nhà giùm. Mới đầu là cái chị kia bà chửi quá rồi chửi luôn mà không có tin. Cái anh này anh cũng ráng an ủi trấn an chị thì mới lấy con búp bê ở trong ra. Cái chị kia từ từ bà mới im lặng xuống để lắng nghe anh này anh nói tiếp. Chị cũng có để bình trà ở kế bên á. Cái anh này ảnh càng nói anh càng khát nước. Anh Gia anh cứ uống nước trà hoài. Anh uống muốn hết cái bình trà của người ta luôn. Mà thường á, thì uống trà uống cà phê sẽ tỉnh ngủ. Chứ mà anh Gia anh uống một hồi, ảnh đã chìm vào trong giấc ngủ hồi nào cũng không hay. Cho tới cái lúc mà anh Giang ảnh tỉnh dậy thì ảnh lờ mờ ảnh dậy, ảnh đã nhìn thấy là vợ con của anh Thắng ở trước mặt ảnh mà còn khóc nước mắt nước mũi gì suýt xoa hết trơn. Ảnh mới hỏi: "Ủa chị ơi chị sao chị khóc như vậy? Tại em có làm gì đâu chị khóc như vậy?" Anh Giang ảnh hết hồn hết vía hết trơn, không biết là mình đã làm cái gì sai trái. Thì chị kia, cái giọng của chị nãy giờ chắc chị khóc dữ lắm, nó khang tiếng luôn. Chị mới nói lại với anh Giang: "Không có gì đâu em, chị tin rồi, chị tin rồi. Chị biết là chồng của chị về rồi, chị cảm ơn em nhiều lắm." Chị kia chị cảm ơn anh Giang rối riết luôn. Thì bình tĩnh lại một chút xíu, cái chị kia chị mới nói: "Hồi nãy là anh Thắng vừa mượn cơ thể của anh Giang để mà nhập về." Anh mới nói ra toàn bộ những cái sự việc. Mới đầu là nói chứ chị kia chứ đâu có tin đâu, mà kể thêm về những cái vấn đề gia đình chỉ có hai vợ chồng biết thôi. Khi mà như vậy thì chị vợ này mới tin là vong hồn của chồng mình được đưa về nhà rồi. Thì sau khi sự việc đó cũng cảm ơn anh này quá trời luôn. Chị mới đi ra phía sau giường của chị hái mớ trái cây vô làm quà tặng cho anh Giang. Về nhà rồi mà trong lòng của anh Giang cứ cảm thấy vui. Ảnh đã giúp được cho một cái vong hồn đi về nhà như vậy. Từ cái lúc mà gặp vong hồn của anh Thắng kia xong á, về là anh Giang có mấy đợt ảnh đi giao hàng mà nhém chút nữa cái xe của ảnh là lọt vô mấy cái bánh xe tải rồi. Ảnh chạy xe mà do ảnh chở cồng kềnh vậy quá, có những lúc là ảnh chạy rất là nguy hiểm. Thì có một cái lần hôm đó là ảnh cảm nhận được có ai đó che chở cho ảnh, chứ không là ảnh đã chết trong mấy vố khi mà ảnh chở xe mà ảnh chở lệch kềnh như vậy. Khoảng thời gian sau này anh Giang không có còn làm cái nghề chạy xe giao hàng mà chở đồ tùm lum nguy hiểm vậy nữa. Bây giờ thì ảnh cũng đã về, ảnh mở ra ảnh buôn bán, cũng đã có gia đình ổn định hết rồi. Và đó là toàn bộ những câu chuyện trong ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay nhớ để lại cho Như một nút like, bấm nút đăng ký và nhớ chia sẻ video này đến những khán giả ở trong và ngoài nước nha. Bữa hôm nay cái cổ họng của Như nó hơi đau một chút xíu nên là cái giọng nó nghe như dịch đực vậy đó. Quý vị thông cảm giùm Như. Mà quý vị mình có những câu chuyện thì quý vị cứ gửi lại cho Như thông qua Zalo, Facebook và Gmail Như để ở dưới phần mô tả. Khi mà quý vị gửi chuyện về cho Như để Như sẽ chia sẻ đến tất cả những khán thính giả ở trong và ngoài nước để mình cùng biết được tới cái câu chuyện đó luôn ha. Như cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị ở tập sau. Mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối đầu tuần vui vẻ và thư giãn cùng với những người thân thương ở trong gia đình của mình. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở tập sau ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.